Kính chào quý vị khán thính giả, chúng tôi là Đỗ Hiếu, người giới thiệu chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân đảng, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube và Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ Washington Đốc. Kính thưa quý vị, nội dung của buổi phát thanh hôm nay, Chủ nhật 5 tháng 9, 2021, gồm có phần 2 và phần cuối chương 2 thiên thứ 3. Để mở đầu, kính mời quý vị theo dõi phần 2 chương 2, biến cố lịch sử sôi động qua giọng đọc của Đỗ Hiếu. Biến cố lịch sử quan trọng. Ngoài sự Nhật và Pháp vừa vét thóc của nông dân Bắc Kỳ, các hãng nấu rượu cũng hoạt động mạnh. Số rượu sản xuất còn cao hơn các năm Thái Bình nhiều để thay thế cho essence, không nhập cản được nữa. Phần khác, bọn con buôn Hoa Kiều tìm đủ mánh khóe để chở gạo sang Trung Hoa bằng thuyền buồm đi ven bể, mặc dù có lệnh cấm xuất cảng vì Trung Hoa lúc ấy cũng có nạn đói kém. Một lý do nữa là bạc bị sụt giá vì nạn lạm phát, hàng hóa lại khan hiếm, thành ra các con buôn có nhiều tiền không biết làm gì hơn, bèn đua nhau vung tiền ra đông thóc, không những chắc chắn mà lại lời nhiều. Bởi nhiều lý do đủ gây nên nạn đói trầm trọng, lại thêm thiên tai suốt dọc miền duyên hải Bắc Kỳ từ tháng 5 năm Giáp Thân 1944 bị gió bão nước bể dâng lên đến 3 lần, lôi cuốn nhà cửa, thóc lúa, hoa màu cùng súc vật, gây thiệt hại cho nhân dân không ít. Thời tiết cũng trái ngược, mới bắt đầu tháng 10 âm lịch 1944 mà trời đã rét sớm hơn cả mọi năm, gió bất thổi rồng rã hàng tuần, tiếng gào thét nghe rùng rợn, lại thêm mưa rã rít lạnh buốt thấu tầm càn. Một mảnh áo rách tả tơi hay một manh chiếu cũ hoặc một chiếc bao bố nát đã thải ra được khoác vào tấm thân gầy còm vì thiếu cơm, hỏi chống làm sao nổi với giá rét, với mưa kéo dài hàng 3 tới 4 tháng. Nạn đói bắt đầu, người dân kiếm được chút tiền nhưng lại kiếm đâu ra gạo, mà có chăng nữa lại bị đắt đỏ quá nên không đủ tiền mua. Người nông dân bắt đầu giết dần gia súc để ăn thay cơm. Khi gia súc hết, phải đi kiếm những trái sung xanh, đào bới củ chuối, thân cây chuối, rồi đến loại rau má, rau dền, rau dại mọc khắp ngoài bờ ruộng về nấu ăn cho đỡ đói lòng. Gia súc hết, cây cối, rau trái mỗi ngày trở nên trơ trụi rồi hết dần. Người nông dân lại bắt đầu phải dỡ dần từng bộ phận ngôi nhà mình đương ở, bụng lép kẹp vác đến các thị trấn bán làm củi thổi để có tiền đông chút gạo hoặc tấm cám vì nấu cháo húp đỡ với nhau cho qua ngày. Đói đến nỗi phải liều mạng cướp giật thực phẩm trên chóc tay người khác, mặc dù ngày ấy vì sự sinh tồn mà phải đánh chết mình. Đói đến nỗi phải gặm lại những thứ mà người ta đã phải quẳng bỏ vào sọt rác ở vỉa hè. Trên các ngã đường quê và nhất là tại các chợ, không nơi nào là không thấy đầy rẫy những xác chết, thân hình khô đét, nằm cong queo. Trở lại mỗi ngày một rét dữ và mưa to suốt ngày đêm, bụng đói, cực rét, nên số người bị chết lại càng ngày càng nhiều. Người còn sống sót không đủ sức chôn kẻ đã chết. Họ phải dùng đến dây thừng trồng vào chân, vào cổ kẻ bất hạnh, rồi kéo đi vùi nông một nắm, hoặc đào hố chôn ngay tại chỗ cho xong. Có nhiều gia đình bị chết hết, không sống sót một người. Tại các đô thị, từng lũ lượt bồng bế dắt díu nhau đến để xin ăn, nhưng trước khi đến nơi, họ phải bỏ lại biết bao nhiêu là người thân yêu bị ngã gục, chết ở dọc đường. Các hội từ thiện đã tổ chức những trạm cứu tế nạn nhân khắp các đô thị, nhưng cũng chỉ cứu vớt được phần nào. Trên khắp vỉa hè thành phố, đồng bào chết cuộc mỗi ngày mỗi nhiều, các hội tiện phải thuê người đào sẵn những hố rất rộng, để cứ mỗi buổi sáng, người ta đi nhặt xác chết ở khắp các vỉa hè, đưa về tập trung trước cửa hội tiện, rồi bó cho mỗi người một manh chiếu, hở đầu, hở chân, xếp lên xe vận tải, chở đến nơi đã đào hố sẵn
hất cả xuống, vùi đất lên. Trong khi ấy thì kho của chính phủ thực dân còn chứa tới 500.000 tạ thóc để chờ quân đội đồng minh. Thóc ở miền Nam người ta phải đem đốt để thay thế cho than tại các nhà máy. Hai trái bom nguyên tử ném xuống đảo Phù Tang. Trước tình thế bi đát ấy, một mặt chính phủ Trần Trọng Kim phái đại biểu vào miền Nam để lo liệu việc vận tải gạo ra miền Bắc, nhưng gặp phải nhiều trở ngại vì chiến tranh mà thiết lộ xuyên Đông Dương, các cầu bị phá hủy hầu hết. Bằng đường bể thì tàu thuyền cũng bị đánh đắm chìm rất nhiều, thuê mướn không được. Không chịu ngồi khoanh tay, chính thủ tướng họ Trần phải thân ra Hà Nội, điều đình với binh gia Nhật Bản để mượn một số thóc dự trữ đem ra phân phát cho đồng bào. Việc làm đã quá muộn nên kết quả không thu lượm được là bao. Nạn chết đói lên tới 2 triệu người dân đất Bắc. Chết vì chiến tranh, chết vì nạn đói, lòng dân thật hoang mang dao động. Nhưng người dân cũng có một số phấn khởi phần nào khi thấy chính phủ đã thu hồi được một phần cơ sở hành chính. Phan Kế Toại được bổ nhiệm chức Khâm Sai Bắc Việt thay thế nhà ngoại giao Tsukamoto. Nguyễn Văn Sâm được bổ nhiệm chức Khâm Sai Nam Việt thay thế Minoda. Yokoyama chỉ còn giữ chức lãnh sự ở Huế. Ba thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng là nhượng địa của Pháp cũng được trao trả lại cho chính phủ Việt Nam. Công việc đương được tiến hành gấp rút thì ngày 6 tháng 8 năm 1945 tiếp nhận tin Hoa Kỳ liệng hai trái bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Nhật Bản sửa soạn đầu hàng, làm cho tình thế đảo lộn hết. Để ứng phó với biến chuyển thời cuộc mới, ngày 7 tháng 8, toàn thể nội các Trần Trọng Kim đệ đơn lên Hoàng đế Bảo Đại xin từ chức. Nhà vua chấp thuận, nhưng lưu lại về tính cách xử lý thường vụ. Nhận thấy rất có thể một ngày kia, thực dân Pháp sẽ quay đầu trở lại Đông Dương, chiếu theo bản chuyên ngôn của tướng De Gaulle ngày 4 tháng 3 năm 1945. Ngày 16 tháng 8, Thủ tướng họ Trần cho triệu tập đại biểu Đại hội Toàn quốc họp tại Hội quán Khai trí Tiến Đức Hà Nội với mục đích dự thảo kế hoạch chống xâm lăng, đồng thời ủy nhà ngoại giao Trần Văn Chương thảo thông điệp và khuyên Hoàng đế Bảo Đại gửi cho các vị quốc trưởng các đại cường quốc yêu cầu công nhận nền độc lập của Việt Nam. Cố ý cố gắng tạo nên một tình thế coi như việc đã rồi. Nguyên văn bức thông điệp ấy như sau. Hoàng đế Bảo Đại gửi Tổng thống Truman. Được tin Chủ tịch Chính phủ lâm thời Pháp sẽ ý kiến các hạ để giải quyết tình thế tương lai của Đông Dương. Quả nhân xin tin các hạ biết rằng các nước Đông Dương đã tuyên bố độc lập và quả quyết giữ vững nền độc lập ấy. Riêng về phần dân tộc Việt Nam, chúng tôi không coi kiều dân Pháp là một kẻ thù, lại trọng nhân mạng và tài sản của họ. Nhưng chúng tôi sẽ cực lực phản kháng việc nhà nước Pháp lập lại nền thống trị của họ trên đất nước Việt Nam, bất cứ theo một chế độ nào. Chính sách thực dân này không hợp thời nữa. Một dân tộc Việt Nam đã có 4.000 năm lịch sử và một dĩ vãng vẻ vang không thể chịu ở dưới quyền một dân tộc khác. Nước Pháp nên cúi đầu theo lẽ công bằng ấy, mà Mỹ Quốc là nước hào hiệp đã tuyên bố và bình vực. Nước Pháp phải vui lòng thừa nhận chân lý đó để tránh khỏi tai họa và chiến tranh có thể xảy ra trên đất nước chúng tôi. Trong cuộc chiến tranh vừa kết liễu, dân tộc chúng tôi không dự chiến mà cũng đã chịu bao nhiêu nỗi khổ, nên chúng tôi chỉ mong tham dự vào kiến thiết mọi cuộc hòa bình hợp với công lý trên thế giới. Quả nhân nhờ các hạ chuyển đạt thư này sang quý chính phủ Anh, Trung Hoa và Nga. Xin Tổng thống vui lòng nhận lời cảm ơn của quả nhân và dân tộc Việt Nam vì công lý và nhân đạo mà giúp chúng tôi. Bảo Đại. Tình hình chính trường Bắc Việt vào thu đông 1945. Khi Nhật Bản sửa soạn đầu hàng đồng minh thì tại phủ Khâm Sai Bắc Việt hàng đêm luôn luôn có mấy cán bộ cộng sản Việt Nam do con trai Phan Kế Toại hướng dẫn đưa vào gặp Phan Kế Toại. Ghi chú, con trai Phan Kế Toại và Trần Văn Lai đều là phần thân Việt Minh Cộng sản. Trong khi ấy, một điện văn từ triều đình Huế đánh ra mời ba nhân vật
bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ, Nguyễn Tường Long và Đặng Thái Mai vào Huế. Ông Nguyễn Tường Long bị bệnh thương hàn phải nằm điều trị tại một bệnh viện tư, còn Đặng Thái Mai tìm không thấy. Bác sĩ Nguyễn định sửa soạn ra đi, thì ông Hoàng Xuân Hãn, Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục được cử làm đặc phái viên của triều đình ra Hà Nội, với quyền thay mặt Thủ tướng để giải quyết tại chỗ những vấn đề khẩn cấp. Sau khi gặp Khâm Sai họ Phan và bác sĩ Chữ, Bộ trưởng họ Hoàng liền đánh điện vào Huế, đề nghị Thủ tướng điện ra một sắc lệnh thiết lập một cơ cấu chính trị, gọi là Ủy ban Giám đốc Chính trị miền Bắc, Comité Directeur de la Politique du Nord, gồm 5 nhân viên: 1. Chủ tịch, bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ; 4 ủy viên, Phan Kế Toại, Trần Văn Lai, Đặng Thái Mai và Nguyễn Tường Long. Ủy ban gồm 5 nhân viên, Đặng Thái Mai không ra mặt lần nào, Nguyễn Tường Long cáo ốm, Phan Kế Toại luôn luôn vắng mặt từ sau khi sắc lệnh ban ra, còn Trần Văn Lai bận việc ở tòa thị chính không đến. Ủy ban giám đốc chính trị miền Bắc còn lại một người, bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ. Khâm Sai không phải Khâm Sai, chủ tịch không là chủ tịch. Bác sĩ Chữ ở một địa vị bẻ bàng, làm một chức vụ dở dang, có những quyền hạn không định rõ. Theo lời bác sĩ Chữ nói, nếu ông cũng bỏ mà đi nốt là trốn trách nhiệm. Trước sự thế, chân ướt chân ráo, bước vào địa vị, uy quyền chưa vững, hơn nữa phải nói là chưa có, để mệnh lệnh ban ra được tuân theo. Khi hay tin Việt Minh trao cờ đỏ sao vàng trên gác chuông nhà thờ lớn và chiếm cứ một nhà in, bác sĩ Chữ liền ra lệnh cho bảo an binh hạ cờ và trục xuất những người vi phạm. Buổi chiều hỏi lại xem mệnh lệnh đã được thi hành chưa, thì được trả lời là chưa, vì ông đồng lý văn phòng họp phạm phủ Khâm Sai không cho phép thi hành. Triều đình Huế không tỏ rõ thái độ phải hành động bằng cách nào. Ông Bộ trưởng Hoàng Xuân Hãn, đặc phái viên triều đình, cũng không có thái độ rõ rệt. Nếu không nói chắc chắn, ông đã có sự liên lạc với Việt Minh Cộng sản. Phan Khâm Sai đã ngã lòng trước thời cuộc. Nếu không nói là ông đã đi ngầm với Việt Minh Cộng sản rồi. Ông thị trưởng Hòa Trần không chống lại mọi hoạt động của Việt Minh Cộng sản. Ông đồng lý văn phòng phủ Khâm Sai ủng hộ Việt Minh Cộng sản. Nếu không nói, ông đi với hoặc mơn trớn Việt Minh Cộng sản. Sáng thứ Bảy, Trung úy chỉ huy phó bảo an binh đến phủ Khâm Sai gặp bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ, cho bác sĩ biết là Việt Minh mời bảo an binh dự cuộc biểu tình dự bị và yêu cầu cả ban âm nhạc bảo an binh ra trợ lực. Trung úy xin phép cho bảo an binh được đi. Bác sĩ Chữ trả lời, nếu bảo an binh là quân đội của Việt Minh thì tùy các ông. Tôi phải thấy ở bảo an binh là một lực lượng bảo vệ chính quyền, giữ an ninh trật tự cho nước, cho dân. Tôi lấy làm lạ và buồn rằng quân đội của triều đình lại a tòng một thế chống lại triều đình, muốn lật đổ triều đình. Người ta cũng là quốc gia cả mà. Trung úy bảo an binh trả lời như vậy. Chiều thứ Bảy, bác sĩ Chữ ra lệnh bảo an binh đem 100 quân đến giữ Khâm Sai phủ. Sáng chủ nhật, một viên trung úy khác dẫn 50 lính bảo an tới và nói cho bác sĩ Chữ biết rằng đại úy tư lệnh cử tôi đem quân phòng thủ đến, nhưng nếu Khâm Sai phủ thất thủ, ông không có quân tiếp viện, số quân còn lại chỉ đủ để giữ trại bảo an binh. Cả cấp chỉ huy đã theo Việt Minh Cộng sản. Các công chức đa số có cảm tình nồng hậu với Việt Minh Cộng sản. Các cán binh không chịu can thiệp cho những hành động phi pháp của Việt Minh Cộng sản. Về phía các đảng phái cách mạng quốc gia, thì vào một buổi chiều tối, Phan Khâm Sai cho người đánh xe ra mời bác sĩ Chữ vào ngay phủ Khâm Sai có việc cần. Đến nơi, thấy có 2 khách ngồi. Ghi chú, ông Nguyễn Xuân Tiểu lãnh tụ đảng Đại Việt Quốc xã. Sau sự giới thiệu, được biết là lãnh tụ và phó lãnh tụ của một đảng cách mạng đã từng cộng tác với quân đội Nhật Bản và cộng tác chặt chẽ trong thời kỳ đảo chính mùng 9 tháng 3. Hai nhân vật này đến với mục đích là ép Khâm Sai họ Phan phải từ chức để nhường chức cho lãnh tụ đảng ông. Bác sĩ Chữ cho là điều đòi hỏi quá đáng, lại ra ngoài pháp lý. Lãnh tụ Hồng Nguyễn nói, người Nhật chỉ tin có chúng tôi và chỉ giao khí giới cho chúng tôi mà thôi.
Bác sĩ Chữ trả lời, nếu người Nhật quả thực chỉ tin ở các vị, người Nhật phải chính thức đề đạt các vị với triều đình, để triều đình bổ nhập sau khi đã cất chức ông Phan Kế Toại, hoặc bắt họ Phan từ chức. Chưa bao giờ có chuyện một công khanh từ chức với một người để nhường địa vị cho người ấy. Nếu các vị muốn xung chức khâm sai, tức phải làm một cuộc đảo chính. Lãnh tụ Nguyễn Xuân Tiếu quyết tâm làm một cuộc đảo chính. Hôm ấy vào buổi chiều ngày 17 tháng 8, Nguyễn Xuân Tiếu cùng 4 sĩ quan Nhật Bản hóa trang, mỗi người vai đeo một khẩu tiểu liên, ngoài phủ chiếc áo dài thân Việt Nam, hướng dẫn 300 thanh niên võ trang xuống trường, không ai ngăn cản, rầm rộ, tiến vào khâm sai phủ, một cuộc mà bề ngoài coi như là biểu tình, đòi chính quyền bắt nhốt hết tất cả người Pháp lại. Đồng lý văn phòng khâm sai họ Phạm trả lời, chính quyền sẽ giải quyết nguyện vọng. Giữa khi ấy, một cán bộ trong mặt trận được phái đến mật báo với ông Tiếu biết rằng quân đội Pháp ở trong thành đã đào lấy lên được một số vũ khí quan trọng mà chúng ta đã chôn giấu từ trước, quyết định tối hôm nay tràn ra đánh chiếm Hà Nội, yêu cầu tạm lui quân để trận đánh Pháp trước, rồi sáng mai hãy đoạt chính quyền chưa muộn. Nguyễn Xuân Tiếu còn đường phân vân chưa quyết định, lãnh tụ Trương Tử Anh cưỡi xe đạp tới cũng báo mật tin như trên và yêu cầu giao ngay số 300 thanh niên võ trang lại cho họ Trương, kịp gấp đi bố trí các nơi phòng bị Pháp quân từ trong thành đánh ra. Ghi chú, sở dĩ sự kiện này xảy ra là vì phe Trương Tử Anh không đồng ý với Nguyễn Xuân Tiếu đứng về phía Nhật Bản để cướp chính quyền. Tức thời Trương Tử Anh chỉ huy 300 thanh niên võ trang ra khỏi khâm sai phủ, Nguyễn Xuân Tiếu cùng 4 sĩ quan Nhật Bản cùng nhau trở về. Chờ mãi tới đêm 18 rạng ngày 19 mới thấy số thanh niên trở về, báo cho Nguyễn Xuân Tiếu biết. Lãnh tụ họ Trương đã trao cho họ Trung và Quế tức Cối Kê là hiến binh Nhật Bản, bị tên Quế tước hết khí giới rồi đưa đi giữ ở trong trại bảo an binh. Ghi chú, Cối Kê là đảng viên thanh niên ái quốc đảng. Một bữa khác, bác sĩ Chữ lại tiếp một người chưa quen biết bao giờ và cũng chưa được nghe tên, đến phủ khâm sai gặp bác sĩ Chữ và cho biết ông có một lực lượng thanh niên có thể phòng thủ khâm sai phủ được nếu bác sĩ ưng thuận. Nhưng trong một công cuộc trọng đại, lòng tin đâu đặt ngay được và một trợ lực không biết rõ. Trong các đảng cách mạng quốc gia còn có lãnh tụ quốc dân đảng là bác sĩ Phan đến cho biết chiều thứ Bảy vào buổi tối, cách mạng quân sẽ kéo từ Việt Trì về. Nhưng đợi cả buổi chiều cho mãi tới ngày hôm sau cũng không thấy đoàn quân quốc dân đảng đâu cả, không rõ vì lý do gì. Cũng sáng ngày thứ Bảy, phó lãnh sự Nhật Bản gặp và nói với bác sĩ Chữ, nếu không muốn nhờ quân đội Nhật trong một tình thế nào, người Nhật sẵn sàng giúp đỡ. Nous sommes à votre disposition. Điều này tỏ ra người Nhật cũng biết trước âm mưu của Cộng sản Việt Nam. Bác sĩ Chữ rất phân vân, muốn cứu vãn nguy cơ trước mắt. Ngoài quân đội Nhật, trông cậy vào đâu? Chỉ một toán nhỏ quân Nhật bao quanh khâm sai phủ, đủ làm tan vỡ mưu cơ của Cộng sản. Nhưng theo kinh nghiệm riêng, đã cho biết kết quả mong manh của một sự giúp đỡ bên ngoài. Kết quả có thể tốt đẹp ở hiện tại, nhưng còn tương lai, cho nên bác sĩ Chữ đã không chịu trả lời dứt khoát. Về phía Cộng sản, mỗi tối đến, có mấy thanh niên cán bộ do con trai Phan Kế Toại thường đưa vào khâm sai phủ để gặp Phan Khâm Sai. Hôm ấy, do Phan Khâm Sai giới thiệu 5 thanh niên gặp bác sĩ Chữ, họ tự nói là những người bạn của em và của các bạn em. Chúng tôi muốn mời ông cùng đi với chúng tôi trong công việc chúng tôi sắp đặt lấy chính quyền. Xin mời ông cùng với chúng tôi lại ngay nhà tên một bác sĩ ở Hàng Bông thờ nhuộm. Ở đấy ông sẽ gặp những người để bàn công việc chung. Bác sĩ Nguyễn Xuân Tiểu trả lời, chờ đồng minh vào trong nước sau khi Nhật Bản bại trận, đồng minh sẽ có một thái độ khác đối với các ông. Các ông mà lấy chính quyền hôm nay, ngày mai đồng minh sẽ hạ các ông. Theo tôi, điều hay hơn hết là để nguyên triều đình Huế với một chính quyền quốc gia thuận lợi, đón tình thế. Sau này các ông muốn lấy chính quyền, công việc sẽ dễ như trở bàn tay. Các ông về nói với thượng cấp các ông về ý kiến tôi vừa nói. Các ông sẽ trả lời tôi sau. Bác sĩ Chữ cương quyết không đi. Vì các thanh niên coi bác sĩ Chữ như người đồng hội đồng thuyền,
cho nên bác sĩ Chữ đã nói những lời trên. Hả bác sĩ Chữ không phải không biết là đang nói chuyện với những anh em cộng sản? Trong các cơ quan dân sự, quân sự của nhà nước, đâu đâu cũng chỉ thấy ủng hộ, không một mảy may chống đối Việt Minh Cộng sản. Về triều đình Huế, không tỏ một thái độ nào, một hành động nào, chánh quyền trong thế suy nhược ấy, quân đội trong thái độ ấy, dân tình như vậy. Liên tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần cuối chương 2, chương thứ 3, tình hình các đảng phái quốc gia trước hiện tình đất nước qua giọng đọc của Thanh Trang. Tình hình các đảng phái quốc gia trước hiện tình đất nước. Được tin Nhật Bản sửa soạn đầu hàng đồng minh, ngày 11 tháng 8 năm 1945, một nhân vật người Anh có tên tuổi ở Việt Nam đưa đại diện của tướng De Gaulle đến gặp vị tổng tư lệnh quân đội Nhật Bản, thương thuyết để cho một số quân đội Pháp đào tẩu từ hồi tháng 3 trước được đổ bộ lên Hải Phòng. Mặt trận Đại Việt Quốc gia Liên minh được biết rõ tin này, liền huy động tổ chức một cuộc biểu tình khá đông đảo phản kháng âm mưu xâm lược của đế quốc thực dân vào ngay buổi chiều ngày hôm ấy, khiến vị tổng tư lệnh quân đội Nhật Bản không dám để cho Pháp quân đổ bộ lên miền Bắc Việt Nam. Và ngay buổi chiều tối hôm đó, Ban chấp hành Mặt trận Đại Việt Quốc gia Liên minh triệu tập một buổi họp để quyết định vấn đề đoạt chính quyền Bắc Việt. Trong cuộc thảo luận, hội nghị chia làm hai phái, ý kiến mâu thuẫn nhau. Một phái gồm có Chu Bá Phượng, Trương Tử Anh và đại diện của Nguyễn Tường Long. Ông Long bị bệnh thương hàn phải điều trị tại bệnh viện, chủ trương rằng muốn được đồng minh công nhận chính phủ của chúng ta sau này thì chúng ta không được phép hợp tác với Nhật Bản bất cứ dưới hình thức nào. Nếu hợp tác với họ, đó là đã chống lại đồng minh và đi ngược lại với trào lưu quốc tế, chúng ta tất sẽ bị tiêu diệt. Còn nếu Việt Minh Cộng sản có cướp được chính quyền chăng nữa cũng chẳng quan ngại gì, vì lực lượng của phe cách mạng dân tộc chúng ta có thể nói là mạnh gấp bội phe Việt Minh Cộng sản, kể tất cả về mọi phương diện. Chúng ta có đủ sức tiêu diệt họ. Vậy tốt hơn hết là chúng ta hãy nên chờ cách mạng quân ở hải ngoại cùng quân đội đồng minh sắp nhập cảnh nay mai bằng ba ngã đường, Lào Cai, Lạng Sơn và Móng Cái, rồi sẽ liên hiệp lập chính phủ có đồng minh đứng sau ủng hộ, đại cuộc của chúng ta tất sẽ thành. Một phái chủ trương nên dựa vào thế lực quân đội Nhật Bản cướp chính quyền ngay. Sau khi đã có quyền, đợi các đồng chí cách mạng từ hải ngoại về tới, sẽ cùng nhau lập chính phủ. Đại biểu cho phái này là Nguyễn Xuân Tiếu, tức Nguyễn Lý Cao Kha. Hội nghị đương họp chưa quyết định bề nào, thì đột nhiên Trần Văn Cương cùng Đặng Đức Hình, đại diện nhóm phụng sự quốc gia, hướng dẫn đại biểu Mặt trận Việt Minh tới, đề nghị không nên đảo chính vội, cũng viện lý do khi quân đội đồng minh tới sẽ cho là chính phủ thân Nhật Bản không có lợi. Nếu Mặt trận Đại Việt Quốc gia Liên minh không đồng ý mà cứ đoạt chính quyền trước thì Mặt trận Việt Minh cũng sẽ đoạt ngay hết chính quyền ở các tỉnh, đồng thời cho phá vỡ ngay đê sông Hồng, cho nước tràn đầy vào Hà Nội, cô lập hóa thủ đô theo kế hoạch đã được bố trí sẵn sàng. Hội nghị đâm hoang mang rồi giải tán. Trong khi đó, có một số lãnh tụ phe quốc gia lại quá tin tưởng vào Khâm Sai Phan Kế Toại, đã hứa chắc chắn là sẽ giao chính quyền Bắc Việt lại cho phe quốc gia trước ngày quân đội đồng minh tới Bắc Việt Nam. Đến giờ phút chót bổ đi tìm Phan Khâm Sai, nhưng Phan Khâm Sai đã chạy theo Việt Minh Cộng sản từ mấy ngày hôm trước rồi, còn đâu nữa mà tìm. Để chấm dứt sứ mạng các đồng chí đã tự hy sinh đứng ra thân Nhật Bản, trong Mặt trận Đại Việt Quốc gia Liên minh, Tổng bộ Bí mật Việt Nam Quốc dân đảng ra lệnh cho những đồng chí ấy phải tuyên bố rút lui khỏi đảng bộ. Nên sáng ngày 14 tháng 8, trên mặt tờ báo Đông Pháp, người ta thấy tên Nguyễn Thế Nghiệp, Nguyễn Ngọc Sơn, Nhượng Tống tuyên bố rút lui khỏi Tổng bộ Việt Nam Quốc dân đảng. Chiều ngày 18 tháng 8 tại Nhà hát lớn Hà Nội, cuộc meeting của công chức biến thành cuộc meeting biểu tình của Mặt trận Việt Minh. Tình thế chuyển biến một cách bất ngờ, nên ngay buổi tối hôm ấy, Liên minh Quốc dân đảng có cuộc họp khẩn cấp. Về phía Việt Nam Quốc dân đảng có Chu Bá Phượng, Nguyễn Văn Viễn, Lê Khang. Về phía Đại Việt Quốc dân đảng có Trương Tử Anh, Phạm Khải Hoàng, Đồng Chí Kim.
Vấn đề đoạt chính quyền ngay vào đêm hôm ấy được đề ra, các đồng chí Việt Nam Quốc Dân Đảng cho rằng cuộc cách mạng nào cũng chỉ đi tới mục đích là giành lại độc lập cho Tổ quốc. Thì dầu Mặt trận Việt Minh hay đoàn thể nào cũng vậy, Việt Minh nắm được chính quyền, chúng ta sẽ tham gia hướng dẫn họ trên công cuộc phục vụ nhân dân. Nếu họ trở mặt, lúc đó chúng ta sẽ lấy nhân dân làm hậu thuẫn mà hạ họ xuống. Vả lại lực lượng của họ có gì mà đáng cho chúng ta lo ngại? Nếu nay chúng ta dùng võ lực để đối phó, trong lúc này ắt có cuộc lưu huyết, cộng sản chưa thấy đâu mà đã thấy ngay dân chúng bị tàn sát. Sau đây lịch sử sẽ quy tội cho chúng ta là tham cầu địa vị, gây nên cảnh nồi da sáo thịt. Tội đó há riêng một cá nhân gánh chịu. Lê Khanh cực lực phản kháng. Thì ra đến giờ phút này mà các anh vẫn chưa hiểu rõ Việt Minh Cộng sản là thế nào cả, huống hồn là dân chúng. Tôi xin nói thẳng, mong các anh đừng mất lòng. Những phần tử Cộng sản, họ rất sẵn sàng đi đôi với tất cả các thế lực, mặc dầu là thực dân Pháp hay quân phiệt Tàu, nghĩa là tiêu diệt được những người cách mạng dân tộc chúng ta. Nếu nay để cho Cộng sản nắm được chính quyền, họ sẽ đặt tình thế trước sự đã rồi. Chúng ta sẽ đi tới tự sát. Cộng sản sẽ áp dụng mọi thủ đoạn để tiêu diệt chúng ta ngay. Cộng sản sẽ tuyên truyền công bố ngay với dân chúng. Chúng ta là những tên phản động, phản quốc, Việt gian. Chúng ta không nên đóng vai trò thụ động, không được phép chờ họ khủng bố rồi mình mới đánh lại. Chúng ta nên tấn công họ trước mới nắm được phần thắng về mình. Tôi khẩn khoản yêu cầu các anh hãy mau nắm lấy chính quyền, rồi tóm cổ hết những phần tử Cộng sản, nhốt lại để trừ mối hậu họa cho dân tộc. Chúng ta nắm được chính quyền, chỉ thu số súng đạn của bảo an binh cũng đã có tới 5.000 khẩu, cùng với số súng đủ loại ở kho Ngọc Hà của Pháp trước mà Nhật tước được có trên 20.000 khẩu, mà nay quân nhân Nhật Bản sẵn sàng trao lại cho chúng ta. Với lực lượng ấy, chúng ta có thể lập 3 sư đoàn cách mạng quân để đối phó với tình thế, tiến tới một chính quyền thống nhất toàn quốc. Nếu các anh cương quyết không chịu nghe ý kiến tôi, thì một ngày rất gần, khi Cộng sản nắm vững tình hình, họ sẽ đánh động quần chúng, gây nên cuộc giai cấp đấu tranh, hủy diệt tôn giáo, tổ chức phong trào đấu tố, thì ngay vợ con các anh sẽ đấu tố các anh là phản động, là các anh sẽ không còn đất đứng. Để họ tạo nên một giai cấp quan liêu thống trị mới, hưởng mọi đặc ân và sẽ loại trừ hết các đảng phái quốc gia. Họ sẽ đưa quốc gia dân tộc chúng ta lệ thuộc vào hàng ngũ đệ tam quốc tế. Ý kiến Lê Khang không được hội nghị chấp thuận bởi Chu Bá Phượng, Nguyễn Văn Viễn vì quá nhu nhược lừng chừng, thiếu quả quyết. Thấy cơ hội độc nhất đã lỡ, vô phương cứu vãn, Lê Khang cùng một số đồng chí lặng lẽ bỏ lên Vĩnh Yên, tìm Đỗ Đình Đạo, thảo kế hoạch đoạt chính quyền tỉnh Vĩnh Yên làm địa bàn hoạt động. Các võ trang đảng viên Quốc Dân Đảng được huy động từ chiến khu triệu tập về, tập trung tại trường tiểu học Hàng Kèn, Hà Nội, để đợi lệnh đoạt chính quyền, cũng thứ tự rút lui, và thăm bảo nhau rằng mấy ông lãnh tụ nhà mình thật đúng là đồ đệ của Khổng, Mạnh, quân tử Tàu, thật đáng kính trọng lắm thay. Tóm lại, chính phủ Trần Trọng Kim đã không thấu hiểu lực lượng Việt Minh Cộng sản, lại bị tuyên truyền Việt Minh Cộng sản là đồng minh của khối đồng minh, mà hàng ngũ mình là chính phủ thân Nhật, nên tự đặt mình vào thế bỏ cuộc rút lui. Người đại diện triều đình Huế nắm chính quyền Bắc Việt là Khâm Sai Phan Kế Toại cũng ngã lòng trước thời cuộc ra mặt đầu hàng Việt Minh Cộng sản. Người kế vị nắm chính quyền Bắc Việt trong vòng hơn tuần lễ là bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ, uy quyền chưa có. Từ nhân viên đến bảo an binh bội phản triều đình, thân Việt Minh Cộng sản, bác sĩ Chữ đứng trong hoàn cảnh cô lập. Hơn nữa lại còn là mẫu người quá trung thực về lễ giáo Khổng Mạnh, đạo đức Phật giáo, không phải là nhân vật thời chiến quốc. Các người mệnh danh là lãnh tụ các đảng phái quốc gia lại quá tin tưởng vào các lãnh tụ quân đội đồng minh. Những đồng chí Trung Hoa sẽ triệt để ủng hộ mình
mà lật đổ chế độ Việt Minh Cộng sản để thành lập một mình phủ quốc gia có đồng minh đứng bên hậu thuẫn, hợp tình và hợp lý hơn. Có biết đâu người Trung Hoa, nhất là một số tướng lãnh, chỉ biết trọng vàng. Nếu có kẻ khác trao đầy túi vàng, họ sẽ bỏ rơi chúng ta ngay, rồi lại quá tin ở cách mạng quân từ Trung Hoa sẽ về kịp thời. Hơn nữa, lại còn đánh giá Việt Minh Cộng sản đến tầm quá thấp kém. Các lãnh tụ, các đảng phái quốc gia đã thiếu hẳn về phần thủ đoạn chính trị trong những trường hợp phải áp dụng linh động để đoạt lấy phần thắng lợi về mình. Nếu từ nội các Trần Trọng Kim đến các lãnh tụ đảng phái quốc gia hiểu rõ tình hình mà hành động kịp thời, thì dân tộc Việt Nam đâu đến nỗi phải chịu cái thảm họa nồi da sáo thịt, đất nước điêu tàn, thảm khốc đến ngày nay. Kính thưa quý khán thính giả, sau kỳ phát thanh hôm nay, ban biên tập chúng tôi đã hoàn tất gửi đến quý vị chương 2 của thiền thứ 3. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh kỳ tới với phần 1 và phần 2 chương 3 thiền thứ 3 lịch sử đấu tranh cận đại năm 1927-1954 Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Kính chào tạm biệt và xin cầu chúc quý vị khán thính giả cùng Vũ Quyến luôn bình an, may mắn và thành đạt trong cuộc sống. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non. Lòng ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương. Việt Nam vạn tuế, hào vang pháp trường. Không thành công thì cũng thành nhân. Chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non. Ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương. Việt Nam vạn tuế, hào vang pháp trường. Không thành công thì cũng thành nhân. Chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công thì cũng thành nhân.